Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 81 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 81. chính là hắn kỹ thuật viên chỉ màn hình hưng phấn hô người xung quanh xúm lại xem nửa khuôn mặt trên xe buýt kỹ thuật viên kia hưng phấn nói đây là video ghi hình trên xe buýt ngày xảy ra vụ án địa điểm đầu đường người hồi mọi người xem hướng tay súng rời đi là từ đường đông binh tới đường văn hóa vào ngõ đầu kia cửa ngõ cách trạm xe buýt chưa tới hai trăm mét nếu là hắn thì hợp lý nếu không phải hắn thì trùng hợp quá mức đàm quốc lập Người và hình khớp nhau Chỉ quần áo là khác Có người chỉ Nhìn kìa Giữa nách hắn Tôi nghĩ quần áo bị cởi ra kẹp vào đó Vũ khí hành cũng trong đó Hắn thay quần áo trong ngõ Đi ra liền biến thành người khác Tháng bà vẫn khá lạnh Cần gì cởi áo ngoài Cách chân tướng ngày một gần rồi Đám kỹ thuật viên đều hưng phấn nhìn Lão Phạm Lão Phạm gật đầu Thông báo đội trưởng triều Bắt người này trước Bắt sai tôi chịu trách nhiệm Lập tức có người gọi điện Lúc này Triệu Gia Thành dẫn đội trên làm hai tổ đã ở trên đường Thảo luận có bắt hay không Bắt thì dễ, thả mới khó Đặc biệt dưới tình huống không có bất kỳ chứng cứ nào Nếu bắt sai sẽ thành trò cười Hắn nhận điện thoại xong nói Hôm xảy ra vụ án đám Quốc Lập có tới hiện trường Đã chứng thực Liên hệ với tổ kia tạm bỏ qua Hà Hải Long Bảo họ công ty thị chính Thu thập hoàn chỉnh toàn bộ tư liệu về hành vi của đám Quốc Lập Các đội viên mặc lên người áo chống đạn kiểm tra vũ khí Hắn nhấn mạnh lần nữa Tới vị trí ẩn nấp kỹ Tôi và khúc trực lên lầu Bất kể là ai Thấy hắn là không chơi ngày Không cho án bất kỳ cơ hội đồng thủ nào Vài tiếng đáp khẽ Xe từ từ đi vào tiểu khu Cái nhà máy này bị bán 7 tám phần Chỉ để lại bốn tòa nhà cũ Vì quá nhiều người già cả ốm yếu không bố trí được Không có gác cửa Hai đội viên như Lưu Manh lang thang đứng ở cổng tán phát Ba người áp sát cửa tòa nhà Triệu Gia Thành dẫn 6 người lên lầu Tới tầng 3 hắn đã hiểu những người khác vào vị trí phòng thủ Tự mình có cửa Cộc 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 Không có ai Cộc 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 Vẫn không có ai Người lại tản ra Triệu Gia Thành có cửa nhà bên cạnh Một bà già đi ra hắn hỏi Bà gái anh làm có nhà không ạ à? Vừa đi chưa lâu Các cậu là ai Bà gái cảnh giác hỏi Đồng nghiệp à Gọi anh ta đi làm Sao lại đi trước chứ Triệu gia thành đang hiểu Tiên hạ thủ vi cường Nếu đã xác định rồi Thì cần gì khách khí nữa Trong đội có người giỏi phá quá Mở cửa dẫn người vào Đừng hy vọng chuyện gì cũng làm theo quy củ Nếu làm đúng thì cả trăm năm Cũng không bắt được loại người này Hình cảnh đi vào tìm kiếm kỹ càng từng ngóc ngách Vài phút sau có người gọi đội trưởng triệu vào gian vệ sinh Một cây chai nhựa bên trong trống Bên cạnh là giấy vệ sinh Vậy thứ bên trong là gì khỏi nói cũng biết Châu Gia Thành mở nắp người Xem ra tìm đúng rồi Dầu súng Thế nhưng hắn màu trống giật mình Súng không còn Chẳng lẽ mục tiêu đi làm việc à Châu Gia Thành thông báo tổ còn lại Màu trống nghĩ cách xác định vị trí của đam quốc lập Lúc này trên đường cao tốc Từ Lậu Châu tới Tấn Trung đam quốc lập đang làm những bước chuẩn bị cuối vì chuyện này hắn dùng tới cả thứ giữ nhà Hai quả lựu đạn đen xì xì Đừng nói về tên giang hồ Có tới cả đội cảnh sát thì hắn cũng chấn áp được Hắn dò dự nhìn thời gian Số điện thoại kia chưa gọi Mỗi lần làm việc đều thế Trước tiên chuẩn bị xong tất cả những thứ cần thiết Tưởng tượng những chuyện có thể xảy ra Và phương pháp ứng đối Khi không có sơ suất gì mới ra tay Kỳ thực hắn vẫn hoài nghi Xong hắn quyết định mạo hiểm Mấy ngày sau khi nhận hàng hắn cực kỳ cẩn thận Xong rất yên bình Không xảy ra chuyện gì Hôm nay hắn lái xe lòng vòng mấy lượt Không thấy có theo dõi Không thấy có nguy hiểm Đối phương không phải cảnh sát Chắc là trong giới 300 vạn có đáng không Đây là con số khiến hắn cực kỳ động lòng Giờ hắn trầm trước không phải là thật giả Mà là tiếng khả thi Nguy hiểm sao Chắc chắn là có Kiếm ăn bằng đường này là nhờ vào bản lĩnh Không phải vận may Hắn bấm số điện thoại đuôi 0099 Dòng binh đạm hỏi Chuẩn bị xong tiền chưa? Đã xong, đợi giao dịch Đối phương nóng đuột đáp Một xe, một người Đem theo tiền, cao tốc lộ tấn Qua trạm thu phí liên hệ với tôi Một người không được Trừ lái xe còn cần một kỹ thuật viên kiểm tra ổ cứng Kiểm mang xong mới trả tiền Yên tâm, không lâu đâu Không được hắn từ chối thẳng thừng. Đối phương cuống lên. Kỹ thuật viên là nữ, cô ta chưa từng trải qua chuyện này, sợ đun tay không lái xe được. Hắn nghĩ một lát mới đáp. Được, hai người cho tôi biết số xe, đừng giở cho Đợi không lâu, hắn nhìn thấy một chiếc Mercedes Việt dã. Hắn khẳng định người trong loại xe này mang theo 300 vạn không thành vấn đề. Trong xe có một nam một nữ, hắn đang định khởi động xe bám theo thì cái di động khác đeo, hắn nhìn du là điện thoại trong đội thông thả nhận máy chú vương chú tìm tôi à ờ ừ, tiểu đàm dạ dày còn đau không đã đi khám bác sĩ chưa rồi ạ tôi vừa từ bệnh viện ra tôi chỉ hỏi chú thôi chiều nếu không tới được thì thôi bảo đám tiểu tiêu làm thay ân làm phiền chú quá được rồi cậu chú ý nghỉ ngơi lớn thương đòi mà không chú ý sức khỏe thế thôi cúp đây bên kia cúp máy trước hắn mỉm cười thực ra đám anh nghèo nghèo bên cạnh không thể hắn thậm chí hưởng thụ cuộc sống bình đạm đó có điều hắn càng hưởng thụ kích thích xe đi qua trạm thu phí đàm quốc lập bình thường lơ đà lơ đờ như biến thành người khác hẳn hắn lắc mạnh đầu hai mắt sáng như ưng tốc độ xe tăng dần đội trưởng vương cúp máy Lung túng cầm di động lắp bắp chiều chiều hắn không tới nguyên nhân lắp bắp vây quanh là một đám cảnh sát đang nhìn chăm chăm hắn là kiệt bố vai ông ta uống ngụm nước đừng căng thẳng đội trưởng vương không có chuyện gì đâu đừng an ủi tôi tim tôi không tốt các cậu tới nhiều xe cảnh sát như thế mà còn không có chuyện gì à không có gì to tát thì mắn nói chuyện thôi một người khác nhận điện thoại của sở tỉnh hô lên Hắn nói dối tín hiệu đường cao tốc Cao tốc nào Lộ tấn Thông báo cho đội trưởng triệu Một đám hình cảnh kéo nhau đi Mang theo lão vương đi đường vẫn đun cầm cập Tổ khác đang mở động thành quả Tìm được một hộp lò xo Đám chư súng bọn họ nhận ra Đây là linh kiện súng Triệu gia thành hoài nghi còn chỗ dấu vũ khí khác Có điều không kịp đào dưới chi tiết nữa Gọi điện thoại thông báo Cục trưởng kê Chúng tôi mò ra manh mối tay súng vụ án đồng minh Xin đặt cảnh chi viện Mục tiêu đường cao tốc lộ tấn Mệnh lệnh đưa ra Đầu kia thành phố Tiếng còi xe cảnh sát rú vàng Đặc cảnh đang nghỉ trưa Rời giường chạy xuống Có người từ tầng 3 trượt ống nước Có vũ khí mở ra Từng chiếc tiểu liên vào tay Đạn được phân phát Tiếng kiểm tra vũ khí răng rắc Mọi người xếp bàn trước xe quân dụng chuyển quân Bài hát bài ca cảnh sát động viên tiền chiến vang lên mỗi đội viên lên xe, cơ cấu bạo lực khổng lồ trên anh bút của nó. Mục tiêu đường cao tốc lộ tấn nơi có vô số xe cảnh sát đang hướng tới. phía trước năm trăm mét có giải dừng xe, dừng lại. trong điện thoại giọng nói máy móc ra lệnh. Tiểu Quyên hồ nghi nhìn ra sau, xe không ít, cô không biết xe nào đang chỉ huy mình, đành phải làm theo. đại đội nhân má ở trước xe này. Nơi này dù đối phương có lấy được tiền cũng đừng hòng chạy. Xe gần tới giải dừng xe cô lạnh. Đỗ lại, đỗ bên trong, bật đèn khẩn cấp, có cơ hội thì không chơi hắn, không cần biết thật giả, không để hắn chạy. Lái xe là tâm phúc của ông chủ, cũng là dân giang hồ lâu năm rồi. Tiểu Quyên gọi điện báo cáo với ông chủ, đây là đường một chiều, tiếp ứng cách đó 2 km. Thời gian chờ đợi không lâu, một chiếc xe cũ đỗ lại phía trước bọn họ, trong tầm mắt có năm tử đội mũ nhảy xuống xe lấy từ trong xe ra một cái túi màu nâu tiểu quyên mừng rỡ đúng người đôi đây là túi hàng hiệu ở lộ châu không tìm được cái thứ hai tiền đâu người kia đi tới cách ba mét hỏi dường như chẳng đề phòng gì giống ông chú trung niên đi giao hàng kiểm nghiệm đồ đã lái xe nhảy xuống lơ đánh tiếp cận tiểu quyên cũng nhảy xuống tóc ngắn gầy gò không ai thấy có uy hiếp phải để tôi thấy có tiền đã chứ Đàm quốc lập trời sinh có khuôn mặt thật thà Đánh lừa người khác Phía sau mở cốp sau ra Lái xe nói Tiểu Quyên nghe lời đi ra sau xe Mở cốp lấy ra hai cái vali Đàm quốc lập tự xem Bên trong là những cọc tiền 100 đồng xếp chặt vali Hắn đang định lấy tiền Thì lái xe đột nhiên ra tay Đu súng cực nhanh chưa nòng tới Không được nhúc nhích Tiểu Quyên cũng định lấy túi Không ngờ Nam Cúc Lập cười nhẹ Nhãi con Muốn chơi đen ăn đen à Còn non lắm Chắc là định đổ súng chứ Lúc này hắn xòe tay ra Ngón cái đặt trên lựu đạn Chút đã mở Lái xe sợ đơ người Tiểu Quyên cũng dừng tay Không ngờ là lựu đạn quân dụng Tiểu Quyên học khóa vị sĩ từng thấy rồi Lái xe thoáng đơ người Thì lấy lại tinh thần nắm chắc súng Nam Cúc Lập biết tán nghi ngờ lựu đạn quân dùng hàm lượng TNT 75 g, phạm vi sát thương 6 m, 280 mảnh, gần thế này nổ một phát là người lỗ chỗ đấy. Mày chưa từng thấy việc không? Nhìn biết người ngoài nghề rồi, thử không? Lai xe dù to gan cũng sợ phạt hại, người có thể thản nhiên chứng nóng súng như thế chắc chắn là loại không cần mạng, nhất thời không biết phải làm sao, tiểu quyên quát. Tiểu mã, bỏ súng xuống. Đàm Cúc lập cười, Ném súng ra xa vào Nếu không tôi sợ quá đun tay Thì chúng ta xong hết Cô bé thế đúng không Ném ra ngoài hàng đào đi Lái xe ném mạnh súng ra ngoài hàng đào đường cao tốc Người kia mặt đất bén liếc nhìn Tiểu Quyên Tiểu Quyên đưa tay sau lưng rút súng ném đi Giờ cục diện thay đổi Đám Quốc lập lệnh Mang tiền lên xe tôi Chúng tôi phải kiểm tra hàng xem có đúng không đã Tiểu Quyên nói Các người đã phá quy củ nên cụ mới là do tôi lập mau đàm quốc lập đã lái xe lực đá cực mạnh đã lái xe ngã đập vào cúp sau hai người kia đánh mỗi người xách một toa ly tiền đặt lên xe đàm quốc lập mới đầu hai người lập kế trước sau giáp kích ai ngờ đối phương là cao thủ lại còn cảnh giác không cho họ tới gần nên đến khi đặt tiền lên xe vẫn không thấy cơ hội đàm quốc lập thấy xe cộ đi lại không có gì khác thường nắm ném túi cho tiểu quyên đã hiệu cho hai người kia lên xe Chuyến này thua rồi May là trong túi có đồ Nhưng không kịp kiểm tra Người kia đã lên xe đóng cửa Nhưng vũ khí của hai người đã tự nem đi Tiểu quyền thắt dây an toàn nội lòng ác độc Hút chết hắn Chiếc biệt giá này chắc chắn hơn xe nát của đối phương nhiều Lái xe hiểu ý đạp ca Không ngờ đối phương nhanh hơn Từ trong xe vươn ra một bàn tay Chỉ có tiếng động nhỏ Sau đó lái xe gục mặt xuống vô lăng Tiểu quyền ré lên kinh hãi Đẩy cửa xe lăn ra đường lại phát súng nữa nhưng không nhắm vào tiểu quyên mà bắn xin lốp sau đó bỏ đi tiếng súng quá nhỏ không kinh động xe khác giết người là để đảm bảo an toàn cho mình không ai đuổi theo được mọi người chẳng là gì đấy mới là xã hội đen thực sự xe đi mất rồi tiểu quyên toàn thân run bần bật bấm số điện thoại ông chủ hắn hắn giết tiểu mã rồi trong tay hắn có lựu đạn có súng đồ trong tay tôi hắn đang đi về phía anh biển biển số d ba một bốn bốn tôi tôi cách đó hơn 2 km ngô trung hiền nóng máu nhảy xuống xe hô bắt người kia lại đám thủ hạ mở chút bảo hiểm đăng đắc chiếc xe thương vụ điên cuồng quay đầu đi ngược chiều phóng như bay mấy lần suýt gặp nguy làm ngô trung thiên tim bọt lên tận cổ từ xa hắn đang nhìn thấy chiếc xe kia kỳ quái là xe đỗ ở cầu đường bộ tiểu quyên được lệnh ôm đồ chạy trên đường cao tốc nhìn thấy người kia ném vali xuống dưới cầu hét lên trong điện thoại Mau hắn định chạy từ cầu Bắn chết hắn Hắn giết tiểu mã rồi Không sai Tên sát thủ căn bản không định thoát bằng đường cao tốc Một vali Hai vali Được thả thường xuống đang cúc lập Đeo găng tay lên Chuẩn bị đu thường xuống Trượt đoang đoang Hắn rùng mình lăn người ra sau xe Chỉ thấy một chiếc xe thương bộ Đang đi ngược chiều phóng tới Bên trong thò ra mấy khẩu súng Một chiếc xe nhìn thấy Chửi đéo mẹ Bội vàng đâm xe vào hàng đào xe lăn mấy vòng dừng lại, xe phía sau đâm sầm sầm nối tiếp. Trong chớp mắt tiếng va chạm liên tiếp, Đàm Quốc Lập nhanh chóng lùi lại, người trong xe thương vụ cũng bị xe người ta xô cho thất điên bắt đảo vẫn mở cửa nhảy xuống nhắm mục tiêu. Con người một khi điên cuồng, quy thân cũng có cản, Đàm Quốc Lập biết trường hợp thế này mà không đi mau cảnh sát sẽ kéo tới, lúc đó thì xong đời. Hắn lăng mình một cái, ném lựu đạn ra, đám người kia vừa kịp nhìn thấy Đàm Quốc Lập thì oanh tên gần nhất không dừng kịp bị hất văng sang bên kia đường chớp mắt bốn người mặt be bét xe qua lại kinh hoàng tắt tiếng bốn mạng sống sơ sơ thoáng cái không còn mặt nát bét cảnh tượng kinh khủng đó xảy ra ngay trước mắt có người oẹ một tiếng nôn đẩy xe lựu đạn nổ tiểu quyên nhìn thấy bốn đồng bọn ngã xuống nhộn chân quỳ xuống đường quần ướt sũng lựu đạn nổ kẻ may mắn còn sống sợ vỡ mật không dám thò đầu ra nữa đàm quốc lập đu thừng xuống cầu trên mặt cầu tiếng phanh xe nối tiếp không lâu sau hai hướng đi đã bị lấp kín người trong xe cách cửa kính kinh hoàng nhìn ra ngoài người bình tĩnh hơn thì run tay bấm một một đằng xa cảnh sát đường cao tốc ra sức hú còi phóng tới nơi xảy ra sự cố ở gần đám còn sống nấp sau xe thương vụ có người không biết phải làm sao hỏi làm sao bây giờ đi mau tên khắc lao khói trên mặt sợ bãi đá rồi đứng dậy nhìn thấy người kia đã đặt ba ly tiền lên xe mô tô có người tức giận đút súng bắn theo nhưng quá xa chẳng ích người kia đổ ga đi mất mấy người đi đón tiểu quyên rồi đi bộ tới nơi giám đốc ngô dừng lại hiện trường có người dứt hơi có người đơn đỉnh vươn tay cầu cứu chủ xe trong tầm mắt giám đốc ngô đốt cuộc đợi được đám thuộc hạ chạy về nghe nói mất năm người lại không bắt được đối phương nổi điên dậm chân gào thét lấy thiết bị theo dõi tín hiệu ra đưa cho một tên đuổi theo giết hắn tiền xe nào của các cậu dưới cầu là đường núi hắn không chạy được đâu còn mẹ nó các cậu bao nhiêu người mà không giết được một đứa à đi mau tiểu quyên theo tôi đám người vốn sợ vỡ mật kia nghe tiền của mình liền bị kích thích vượt qua hàng đào đuổi theo nguồn tín hiệu tiểu quyên bây giờ mới đưa cái túi nâu khó khăn lắm mới có được đưa cho ông chủ ngô trung hiền không có tâm trạng phân biệt thật giả nữa đi mau nơi này không thể ở lại Ông chủ họ thì sao Tiểu Quyên nhìn theo đám bạn truy đuổi Dù họ có gài máy và tín hiệu vào tiền Cũng ai có mà ngăn được kẻ đáng sợ đó Nghe trời an bài đi Lần này tôi cũng chưa chắc đã thoát được đây này Thằng khốn nạn là ai mà tàn nhẫn thế Giám đốc ngô tự bị ủy khuất lắm Vừa chạy vừa chửi Ở dài giảm sóc có một chiếc xe Là xe thuê ở Lộ Châu Giờ thành công cụ cứu mạng Chuyến này thì động tĩnh lớn rồi Cảnh sát đường cao tốc tới hiện trường Tức thì ngồi xuống nôn ngoại liên hồi Người bị liệu đạn nổ trúng mặt Chỉ còn là đống thịt nát Xem sơ qua hiện trường Một người báo cáo Hai người bị thương do tan nạn xe Cứu viện tới lập tức dọn trướng ngại Lệnh xe nhưng đường sang bên Thông lối đi trước Chạm thu phí Đường đã phong tỏa Chỉ cho xe cảnh sát đi qua Khi tới hiện trường xe bị kẹt đã được phân làn quá nửa Phạm Hùng Trù nhảy trên xe xuống Được cảnh sát địa phương dẫn đi xem hiện trường Đưa tay ra Bản đồ Thượng Mã, Bắc Trang, Cơ Giao Loan, Lưu Trang Trên bản đồ một giải này chỉ ghi chú hướng 4 con đường Bán kính hoạt động của mô tô ít nhất 200 km Đây là khu đường núi đất khó bắt Nhất định phải bắt được hắn Cái này điên rồi Phạm Hùng Trù nhìn cảnh tượng thương vong Đến đông ta cũng phải hoài nghi phán đoán của mình tội phạm thăng cấp vừa sát từng tường của ông ta thư gì khiến á dùng thứ thủ đoạn kịch liệt như thế đáp án có rất nhanh từ miệng người bị thương tiết lộ giao dịch trị giá 300 trăm vạn tiền bị lấy đi đó là số tiền khiến người ta dám làm bất kỳ điều gì rồi ông ta nhìn xe cảnh sát càng lúc càng nhiều nhìn đồng nghiệp đuổi theo tuyến đường ác đồ bỏ trốn nhìn hiện trường thế tạm lòng dâng lên cảm giác bất lực chỉ huy từ nhiều cửa lại khu vực đường núi không biết lần này có để hắn ung dung bỏ đi như trước kia không đợi đã các anh em người cầm đầu đưa tay ra ngăn cản mấy anh em máu dồn lên đầu đều là anh em ăn lương hội sở sống cuộc sống nhìn người khác đỏ mắt thấy người ta chơi gái mà nóng người nó đa toàn là người cùng khổ thế nên thường ngày tình cảm không thể có người hỏi sao thế anh lý đừng đuổi nữa có mạng để kiếm cũng chẳng có mạng để tiêu đâu Hắn vừa nói vừa nghiêng tai nghe tiếng còi cảnh sát Mưa dừng lại một lúc liền thấy đại đội xe cảnh sát phóng trên đường thôn thành thế kích người Cả đám dừng lại nhìn xe cảnh sát lao rung minh Lòng dần bình tĩnh lại thì sự hãi dâng lên Một tháng lương mấy nghìn nghe thấy mấy trăm vạn đúng là nhất thời đầu óc mê muội Nhưng giờ thấy không đáng nữa có người phụ họa Đúng đây thằng chó đó không muốn sống mà nhưng bề anh nói thế nào Nói nói cái đắm ấy Chết mẹ nó 5 người rồi Giám đốc ngô có khi còn chẳng lăn lộn được nữa Đi giải tán Kiếm cơm ở đâu chẳng được Người cầm đầu nghĩ kỹ rồi Đi luôn Người khác bám theo Bọn nó không biết đường xa Đánh đi bộ về Lộ Châu Người còn mang vũ khí Người thấy nhiều xe cảnh sát thì vứt đổi Cái máy định vị vẫn kêu tít tít Người cầm đầu ném ra ngoài đường Chẳng chút lưu luyến lúc này đường cao tốc đã hỗn loạn xe cấp cứu xe cảnh sát xe cứu hộ ra sức hú còi phong nhanh nơi xảy ra sự cố đã bị cảnh sát vây quanh cảnh giới nhưng không ngăn cản được người tò mò đầu súng đội vụ nổ tin đồn lan đi theo làn xe được khai thông truyền khắp lộ châu nhanh hơn tốc độ xe tổ 1 tìm hướng mắc lập trạm ven đường trung đội 2 phụ trách giải bắc trang lập chốt chặn ở ngã ba mục tiêu xe mô tô địa hình lưu trang tình hình thế nào báo cáo chỉ huy đặc cảnh đứng trên xe liên tục đóng bộ bộ đàm tới hiện trường trước tiên chứng là bọn họ quyền chỉ huy lâm thời nắm trong tay họ đã hơn 20 phút sau khi chuyện xảy ra vậy mà không phát hiện được chút tung tích nào của nghi phạm cả chỉ huy cũng sốt ruột đang đi đi lại lại có người tới gần đồng chí không phối hợp với hình cảnh à này ông là ai sao nghe ngóng chuyện cảnh sát viên chỉ huy cảnh giác nhìn ông già rất khó chịu khi ông già đưa giấy tờ ra hắn bội đưng nghiêm kinh lễ xin lỗi phạm hồng trù lấy lại giấy tờ trình bày mình đang truy đuổi nghi phạm đồ súng ở khách sạn đông minh vì chỉ huy đặc cảnh nghe vậy lắc đầu không phải đâu tôi biết chuyện bắn lén đó nhưng kẻ này chắc chắn không phải hắn trực tiếp ném lựu đạn giết chết người tôi chưa bao giờ thấy kẻ nào hung bạo như thế không phải đội trưởng tần chúng tôi vừa tra đang nghi phạm ở đường cao tốc Đồng chí phối hợp với bên thành cảnh xem xem đội trọng án ở đâu Nguyên chỉ huy kia cầm bộ đàm nói một thôi đôi trả lời Bọn nọ không tham gia Đặc cảnh, chống bạo động, chị An đều tới nhưng không có họ Đám đó làm chút chuyện trộm gà bắt chó còn được Chứ chơi súng đạn thật thì không nổi đâu Lão Phạm chẳng biết nói gì Điều phối giữa các đơn vị đã khó Chẳng ai nề ai Mà lại còn phải điều phối khắc vùng càng khó Ông ta nói một chút nhận định của mình nhưng viên chỉ huy kia chẳng thích có người chỉ tay mua chân trước mặt Đành thờ dài lui ra quay về xe Bị hình cảnh đi cùng hỏi Thầy Phạm Giờ quá nửa lực lượng cảnh sát trong thành phố đã bị điều tới đây Liệu có phải hắn không? Phải cũng không bắt được đâu <laughs> Vì sao ạ? À? Nếu hắn không thoát được hiện trường đầu tiên Thì hắn đã chẳng phải tay xuống kia Phạm Hùng Chu khép mắt lại Một nghi vấn lớn vẫn quanh quẩn trong đầu vì sao phong cách gây án lại thay đổi lớn như thế Đầu đường xã Thượng Mã Đại đội cảnh sát lấy xe làm vật cản Kiểm tra người qua lại Đặc biệt là xe mô tô Nhưng bắt được cả đống xe không biển Toàn là người trong thôn chẳng thấy tay súng đâu Bắc Tràng nơi này cách cá tàu không xa Người càng hỗn loạn Lập tới ba tầng cảnh giới Làm đám trộm than đi bán không dám lên đường Bắt được một đống xe mô tô đấy Nhưng toàn chở hàng hóa Không ít người còn nhổ nước bọt vào cảnh sát cơ gia loan góc đông bắc lộ châu truy kích tới chân núi đồi mà chẳng thấy bóng người lưu chàng cũng không ngoại lệ ngay khi tình huống xảy ra liên hệ chị an răng nơi lớn dùng đến cả vũ cảnh song đến bóng mà cũng chẳng có giờ mới nhận ra nghi phạm không gốc ở nơi thành phố tiếp giáp nông thôn lại là vùng núi này xe mô tô địa hình quá nhiều mà xe nào cũng treo hai cái giỏ lớn phía sau không phải rau thì cũng là phân bón trông người thì đều giống nghi phạm Lộ Châu thiếu gì chứ, sao thiếu người tướng mạo hung dữ? Hơn 40 phút qua rồi, chốt chặn kéo thêm 10 km, đồn công an xã, thị trấn, chị An thôn đều được huy động. Cuộc đại truy lùng kiểu Trung Quốc được triển khai, dùng chiến thuật biển người ép nghi phạm. Lại thêm 20 phút nữa, vẫn không có kết quả. Đúng một tiếng rồi, kẻ đó như biến mất khỏi nhân gian. Dừng lại, dừng lại. Trạm thượng mã Cảnh sát ngăn cản một chiếc xe nông dụng đi qua Trong xe thó ra một khuôn mặt đen đúa Dùng tiếng bản địa lộ châu hỏi Cái gì? Kiểm tra Cảnh sát không khách khí quát Lên xe xem Toàn là than bụn Nguồn gốc khả nghi Nhưng xung quanh đây đều làm nghề vận chuyển than này Kiểm tra giấy chứng minh xong cho đi Cái xe nông dụng lại chạy huynh huyệt đời đi Một tiếng rồi Đã làm rất nhiều việc bao gồm cả rời khỏi hiện trường, thay đổi công cụ giao thông, hóa trang quay về, hắn cười khẩy, chắc bọn chúng vẫn đang đi tìm cái xe mô tô. Mỗi lần ngang nhiên rời đi trước mắt cảnh sát đều mang lại cho hắn thỏa mãn tâm lý cực lớn, còn hơn tiền mà nữ nhân, đúng, hắn chính là tay súng đã trốn thoát khỏi hiện trường. Xe đi trên đường thôn, Đẽ vào đường cấp 2, tiếp tục đi về phía trước là Lộ Châu, chốt chặn lập ở bốn phía, đừng về Lộ Châu lại không có cái nào. Hắn đã quá quen với cảnh sát, Hắn biết cảnh sát phán đoán nghi phạm chạy nó khỏi tỉnh Anh nghĩ sẽ ngang nhiên quay về Sự thực là vậy Trên đường đi hắn gặp không ít xe nông dụng giống mình Cũng gặp không ít xe cảnh sát đi ngược chiều Hai bên đi qua nhau bình an vô sự Có điều đi tiếp thì vào thành phố rồi Ban ngày không cho loại xe nông dụng này vào Hắn lái xe vào viện tử biển ngũ kim gọi Lão Hà Không ai ra cả Dân vứt lung tung đô hàn Hắn lại gọi lão hà không biết có phải uống say rồi không hắn đi tiếp vào trong két một tiếng cửa mở không ngờ biến cố bất ngờ một nắm đấm to như cái bát đấm tới hắn ngả ra sau né tránh nhưng quyền biến thành trào chụp cổ hắn đội hai bên không biết bao nhiêu sông đa giữ tay hắn có người hô còng người hô soát người ẩm ĩ có tố chất một chút bắt người thôi mà hưng phấn thành thế à chợ gia thành nói thế chứ bản thân đặc ý lắm chợ bắt người này hắn luyện bao năm ít có hụt mọi người còn tay sách lên khúc trực lấy nước lau mặt đối phương hô đỗ trường triệu anh xem hắn còn xấu hổ này đám hình cảnh cười ha hà không ngờ tới kết quả này thậm chí nhìn bộ dạng có chút đột đè không giống tay súng có điều đúng như phán đoán của đỗ trường triều, nếu thoát khỏi khu phong tỏa hắn sẽ chẳng hơn người thường là bao đóng cửa lại triệu gia thành hô có hai hình cảnh chạy đi đóng cửa sảnh hắn kéo cái ghế tự chế ngồi đối diện với nghi phạm làm mình phát điên mấy tháng tên là gì các người bắt tôi mà không biết tôi tên là gì à thì phải xem có bắt nhầm không đã chứ đốt cuộc tên là gì đảng quốc lập công nhân công ty thi công thị chính đảng quốc lập khinh bỉ à vậy thì không sai rồi trốn kỹ lắm có biết mấy nghìn cảnh sát đang tìm mày không Các anh nhầm người rồi Tôi không làm gì hết Mày chắc nghĩ cảnh sát ngu ngốc phải không Muốn tao nói với mày Lực lượng cảnh sát từ phía Bắc chính là để lùa mày về à Mày làm khá lắm Nổ súng, ném lựu đạn, cướp mấy trăm vàng, Sau đó định thừa tay chậu vàng sao Nghĩ bọn tao không bắt được mày à Châu sát Thành cười ha hả Có điều nghi phạm không phải người thường Không cãi cũng chẳng để ý không chứng cứ mày nói chỉ là đánh rắm đừng binh báo vội đợi lát nữa bắt trọn nổ thì đồ cả nhân chứng vật chứng thôi đừng tưởng mày không lên tiếng thì tao không làm gì được mày mang Mà nhân chứng lên đây triệu gia thành hô một người bị áp giải tới đàm quốc lập nhìn một cái lòng lạnh toát ông bạn già bị bắt rồi đám hình cảnh nhìn thấy mỉm cười từ nơi ở của đàm quốc lập tra điện thoại cố định nhiều lần gọi cho hà hải long Triệu Gia Thành lập tức phong tỏa nơi này Cuối cùng lấy được chứng cứ Đồ bị lấy ra một đống linh kiện súng bị tháo dỡ Trời khá lắm Sắp làm được kho quân dụng rồi Súng dài súng ngắn tới 7 tám cái Người thường đúng là không nhận ra đúng linh kiện này Lão đàm Tao là cảnh sát cũng phải phục mày Mày gây án bên ngoài không ít hả Rơi vào tay tao hay giờ gì cũng là đồng hương Có gì mà nghĩ không thông chứ Triệu Gia Thành thuận tay lấy linh kiện trên bàn Đắc đắc một lúc khẩu ca nam tư mô phỏng đã ở trong tay khen ngợi tài nghệ rất tốt nhất là nòng giảm thanh thô một chút nhưng hữu dụng đàm quốc lập cúi đầu quay sang bên ai đi thừa nhận là mình chứ là kiệt khó chịu huy cối một phát nói đi định ngoan cố à lão đàm bọn tao nhắm vào mày từ lâu rồi mày không thoát được đâu này bên ngoài có phát hiện ra không triệu giáp thành hô lên bên ngoài đáp có ở đây cả hai vali Sao hả lão đàm Bán than sao được nhiều tiền thế Đàm quốc lập biết đại thế đã mất Toàn bộ tâm huyết trôi theo dòng nước rồi Thở dài Sao các anh biết tôi sẽ tới đây Chịu nói rồi hả Tốt Tôi nói là phán đoán anh tin không Từ thủ pháp gây án đoán ra tính cách Hành vi rồi từng bước tìm tới công ty thị chính Mở ra Hà Hải Long Loại người như anh hiện trường đầu tiên khẳng định sẽ không bắt được Tôi phán đoán anh sẽ về Nhất định phải có một nơi an toàn Mà nơi nào an toàn hơn cho dâu súng đúng không Nên tôi tới đây Đối tượng đã xuống khí thế trở ra Thành khách khí hơn Đám quốc lập không cách nào phân biệt thật giả Hắn im lặng Nói đùa đấy Thực ra tôi làm gì thông minh đến thế Chỉ là xong việc rồi Mới làm ra vẻ ra cắt lượng thôi Nhưng bạn anh thì ngốc quá Chỗ ra Thành lục người Đàm Quốc Lập lấy ra một cái di động Giải đáp Người bạn này của anh nghĩa khi lắm Rất khoát nhận súng là của mình Hơn nữa còn nói không quen biết anh Chúng tôi mới cả nghi Không quen vậy vì sao lại nói chuyện điện thoại với anh Chúng tôi chỉ đặt cược thôi Đừng chán tàn Coi như anh bất ngờ xa lưới đi Nếu anh không chờ cả xe tiền về Thì tôi chẳng có chứng cứ bắt anh Giờ thì đủ rồi Mấy hình cảnh cười lớn cái di động này không tắt máy chính là sơ suất của đám Quốc Lập, cho nên hình cảnh không hành động, chỉ ôm cây đợi thỏ. Trong nụ cười đặc thắng của cảnh sát, tiếng còi cảnh sát từ xa hú vang kéo tới, từng đội cảnh sát với chặt nơi này, kỹ thuật thán phục, cái xưởng đơn giản làm nên nòng giảm thanh khiến cảnh sát truy đuổi nhiều năm, người này đã có chuẩn bị, cả chứng minh thư bộ hộ khẩu vùng ngoài đã chuẩn bị. Theo như lời đồng bọn khai, mấy năm qua chơi súng kiếm được quá ít, không đủ mua nhà ở ngoài, ép hai người phải làm một vụ lớn. Xem ra nhân tố ép tội phạm thăng cấp rất nhiều Giá cả nhà cao cũng là một nhân tố Nghi phạm bị chùm đầu đưa đi Nửa tiếng sau chiếc mô tô ném ở giếng khô Được tìm ra cùng quản lựu đạn và súng gây án 1 giờ 42 phút Nghi phạm gây ra vụ nổ ở đường cao tốc bị bắt Trong chế độ hình cảnh tiếng hò đeo vang dội Cùng lúc đó ở một hướng khác Xe đi lên tỉnh thành vừa nhìn thấy mấy chữ lớn chạm thu phí Ngô Trung Hiên thở phào Có cảm giác thoát chết Lẽ xe Tiểu Quyên an ủi Ông chủ Ngô anh bi quan quá Chỉ cần trở về là có cơ hội Quên à Em chưa lên vị trí này nên không hiểu Không hy vọng gì vào năm kia đâu Không có chuyện gì thì chúng ta là chân chó Có chuyện thì chúng ta là dê thế tội Chúng chưa bao giờ có chúng ta là người Chỉ cần có chút chuyện là chúng trốn thật xa Tiểu Quyên nghe mà lòng nguội lạnh không nói tiếp nữa cuộc đời gian nan người nào cũng không dễ dàng cả xã hội đen cũng vậy đều vài người mặt nhìn quan lớn cự phú bất cần một cái là vạn kiếp bất phục tại trạm thu phí cô máy móc đưa tay quẹt thẻ trả tiền chỉ một tích tắc sau tiếng còi cảnh sát vang lừng từ trong trạm thu phí từ bên đường từ xe dân dùng đâu gần đó bổ sung người cầm súng sung đao hô giữ tay qua đầu giữ tay qua đầu trời đất đảo lộn đây là điểm quyết rồi Tiểu Quyên giơ tay quá đầu đi ra, bị còng tay đưa đi. Ngô Trung Hiền hồi siêu phách lạc ngồi im tại chỗ, bị kéo ra ngoài, đưa lên xe cảnh sát. Những xe xung quanh trước kịp từ trong chấn kinh tỉnh lại thì đội xe cảnh sát đã lên đường. Ở ghế phụ lái, một cảnh sát già đắc ý quay đầu lại. Giám đốc Ngô, bất ngờ quá hả? Chúng tôi đợi anh ở đây lâu lắm rồi. Anh là... Ngô Trung Hiền thực sự bất ngờ. Khi chuyện xảy ra, hắn chạy ngay, không ngờ vẫn rơi vào bẫy của người ta. Tôi là cục trưởng cục công an, bí thư chính pháp ủy Lộ Châu, Kê Thủy Dũng. Cảnh sát giả tự giới thiệu làm Ngô Trung Hiên giật mình, đoán chừng không ngờ có đánh ngộ lớn thế này, cục trưởng Kê bình thản nói. Vụ án đồng minh xảy ra mấy tháng rồi, vậy mà cứ có người lôi nó đàm mãi, tôi nghĩ giám đốc Ngô chắc là biết một ít nhỉ. Không không không, tôi không biết gì cả. Ngô Trung Hiên phủ nhận có chút kinh hoàng, chuyện đó đâu nhỏ hơn chuyện này. Anh tốt nhất là nên biết gì đó, nếu không không ăn nói đấy. Giờ có cả người ở Bắc Kinh tới, đợi thẩm vấn nhân vật thần bí đứng sau màn thao túng là anh. Anh biết anh gây ra cục diện bị động lớn thế nào với chính phủ các nơi không? Kê Thủy Dũng lời thì nhẹ nhàng ý tứ vô cùng nghiêm trọng. Hả? Tôi tôi từ khi nào thành kẻ thao túng sau màn rồi? mang súng hành hung thẩm vấn phi pháp bán tin cho truyền thông nước ngoài cố ý tạo tin xấu trong nước không phải anh thì ai không phải tôi thật tôi vạch trần mấy chuyện đó ra thì cũng có lợi gì đâu ngô trung hiên không ngờ xài chân một cái thành đại họa thế này không phải là anh thì có cái khác rồi song nếu không phải là anh sao cái túi công văn lại ở trong tay anh đừng nói là vừa mới có được tôi nghe nói là anh dùng hai vali tiền đi đổi Vậy là anh biết giá trị của nó hả Kêu Thụy Dũng hỏi Những phía sau đã im rồi Bộ dạng thông khổ tột độ Ông ta hiểu Ai phạm vào sai lầm ngu xuẩn cỡ ấy Thì cũng có bộ dạng thế này thôi Xe đi lên Đại Nguyên Được sở công an tỉnh an bài giam giữ bí mật Do vũ cảnh bảo vệ Cục trường kê chuyên môn lên sở tỉnh báo cáo Trong vòng 2 tiếng Bắt thai nghi phạm trọng yếu Cục trường kê đi đang gần cao đầu Sau này e đồng nghiệp tỉnh thành Phải tới Lộ Châu nghe báo cáo kinh nghiệm rồi có điều lên xe đi không lâu Ông ta mượn cơ xuống xe mua ít đồ cho gia đình Vào trung tâm thương mại Xem tin nhắn tạo thành vụ bắt giữ hôm nay Theo dõi số di động 130XXX0099 Túi công văn nâu Chú Miu nổ súng đồng minh Hai ngày trước Tin nhắn này gửi cho ông ta Ông ta lấy làm lạ Nhưng sau khi điều tra chủ số máy càng ngạc nhiên Chủ số máy tới từ Thượng Hải Giám đốc hội sở Kê Thủy Dũng lập tức liên hệ với Lý Liên Bân và Sai Trâm Sơn Sau đó theo dõi từ cái di động này tới Lộ Châu Xác nhận tin báo chính xác Ông ta kiên nhẫn không hành động Từ khi vụ nổ súng xảy ra Ông ta mới chặn đường Ông ta gọi điện lại Nhưng báo ngoài vùng phủ sóng đôi Ông ta nghĩ tới rất nhiều người Nhưng không sao xác định được là ai Khi đời trung tâm thương mại Ông ta đã xóa tin nhắn Có một số người muốn sống ở sau màn Vậy thì đừng làm phiền họ Thời đại hỗn loạn này thêm một việc không bằng bớt một việc. Đấu súng, nổ lựu đạn, chết nhiều người, toàn những từ ngữ ảnh hưởng tới sự hài hòa, bất kỳ lãnh đạo nào nghe thấy thần kinh cũng căng như dây đàn, dốc toàn lực ứng phó. Ấy vậy mà chuyện xoay chuyển nhanh không ngờ, từ chuyện buồn thoáng cái thành chuyện vui. Cùng ngày, tin tức nghi phạm gây vụ nổ trên đường cao tốc bị bắt sau 1 giờ 42 phút được phát tán lên mạng, tiếng khen ngợi khắp nơi, lại nhờ đó liên tục phá mười mấy vụ án bị treo nhiều năm, vì nơi xảy ra vụ án ở Lộ Châu Nhưng dân ý chỉ lên không xuống Khách sạn Đông Bình bị hại lớn nhất Tổ chức đội nhạc, khu chiêng gõ trống Tứ tặng chế đội hình sự lá cờ gấm Vệ sĩ của nhân dân Cũng trong ngày hôm đó Trên mạng có tin ông chủ mạch chi cơ Của cầu cống Thượng Hải Bị dinh liếu tới hối lộ và làm giả tay vụ Bị đưa đi điều tra Sau đó có tin công ty này cố tình bịa đặt Tin vấn đề công trình để chèn ép công ty khác sau nghe nói tổng giám đốc mạch được thả ra có điều ông ta công khai xin lỗi việc tạo tiên giả Khiến trên mạng xôn xao Mọi mũi dao chiếu vào công ty này Lúc này phía chính quyền lề mề mới có thành bình Công trình hoàn toàn không có vấn đề chất lượng Cái gì mà tham ô hủ bại Cái gì mà quản lý tắc trách Cái gì mà cắt vật liệu Không có hết Thiên nạ thái bình Chuyện gì cũng tốt Lại thêm vài ngày nữa Hội nghị công tác hình sự toàn tỉnh tổ chức ở Lộ Châu Minh dự này của Lộ Châu nhờ phá một loạt trọng án Triệu Gia Thành đại biểu chế độ hình sự phát biểu Nghe nói hắn có hy vọng thành chế độ trưởng tiếp theo Có điều trong quá trình phá án Hắn tìm ra rất nhiều nghi vấn Như Đàm Quốc Lập nói có người giao túi công văn cho mình Nhưng không biết là ai Cũng không biết ai bảo mình đi giao dịch Số điện thoại kia căn bản là số vô chủ Rồi sao cục trường kê biết mà mai phục bắt con cá lớn Ngô Trung Hiên Cuối cùng lôi đa mạnh trí cơ Rồi ai bảo Ngô Trung Hiên tới lộ châu giao dịch Tất cả vẫn là câu đố được cái là dù sao cũng phá được mấy vụ án đôi Hắn biết điều bỏ qua Dù sao công lao mới là quan trọng Chuyện này sau đó cũng có lời giải thích khiên cưỡng Tất cả từ một lệnh truy nã đỏ Truy nã họ xài tên Trương Sơn Hồ sơ chuyển giao cho Interpol Tháng 7 ồn nào qua đi Tháng 8 bình yên vô sự Huyên nào lắng xuống Cuộc sống quay lại tiết tấu bình đạm Tiền nắng tháng 9 Chiếu qua cửa sổ văn phòng tinh thần văn minh vào phòng cuộc sống bình bình của toàn bộ công vụ viên tiếp tục diễn ra ở đây. Lại một thứ hai nữa, bị ảnh hưởng của sự mệt mỏi cuối tuần, Lôi Ca nằm bẹp trên bàn ngáy khò khò, là học sinh bao năm Bàn lĩnh ngủ trên bàn đang luyện thức thuần thục vô cùng, báo chai đi, cầm trống lên, mắt khép lại, thế là đi hẹn hò với Chu Công. Tới tận khi xuất hiện tiếng ngáy thì hai đồng nghiệp trong phòng mới nhận ra quay đầu sang, người xem báo gọi. Đại băng, người khác suýt khẽ ngón chân đi tới rút tờ báo dựng trên bàn ra phía sau là lôi ca miệng lệch sang bên đang chảy nước dãi mặt mang nụ cười tựa trong mơ được ăn món ngon nào đó nhìn thằng bé này mệt chưa kìa cuối tuần đi đâu trộm trâu à dì lưu cười đi với bạn gái thôi hôm nay người lên báo tự hồ là anh em của cậu ấy người khác đang nói tới bình chọn mười thanh niên sáng nghiệp tỉnh lôi đại bằng khoe suốt Dì Lưu thấy đã 10 giờ hơn đầy lôi đại bằng Đại băng dễ ăn sáng Lôi đại bằng ấm ưu vài tiếng Nhưng đầu đi Mẹ con ngủ chút nữa Hai đồng nghiệp không nhìn được cười ha hả Lôi ca bị tiếng cười làm giật mình tỉnh giấc Lúc này mới nhận ra mình đang ngủ ở đâu Lòng miệng cười hì hì Văn phòng này là nơi hài hòa nhất cả tòa nhà Vì lôi ca trừ ăn ra Thì chẳng tránh giành với người khác Quan hệ với đồng nghiệp rất tốt Dì Lưu đót cho lôi đại bằng cốc nước Quan tâm hỏi Sao mệt thế Tuần này có gọi cậu đi chơi mặt trực đâu Ai Đi câu cá à Cả đêm không ngủ Lôi đại bằng cảm ơn Uống ngụm nước Dì Lưu Dì Trương Buổi chiều hết giờ Cháu tặng các dì Hai con cá chấm lớn Lôi ca đực lòng người ở chỗ này Chưa bao giờ hẹp hòi Hai bà dì từ chối Lôi ca nói thẳng hai gì khai khí làm gì bọn cháu kiếm được cả một tủ lạnh ăn không xuể giờ nhìn là buồn nôn đang lo không biết vứt đi đâu đây hả cậu thích buồn nôn nên mới tặng chúng tôi à dì liêu cố ý hỏi lôi đại bằng mới nhận ra câu này không ổn cười hì hì ngốc nghếch gãi gãi đầu dù sao hắn hay lỡ lời không ai chấp dì trương đưa báo tới đại bằng cậu có, có người anh em tốt lên báo rồi đây này lôi ca cầm lấy hắn xưa nay hai tên không nghe chuyện ngoài cửa sổ nhìn bộ dạng ngu ngốc của diệp ca liên báo hắn xem kỹ hơn bài báo có tiêu đề nông thôn có tương lai phỏng vấn độc quyền nhà doanh nghiệp dân doanh diệp dũng kinh doanh thịt ngâm nước tinh khiết đồ khô giấm lại còn lập vườn sinh thái nông nghiệp ở xã đường lê kể y sáng nghiệp gian nan thế nào nắm bắt thời cơ khai thác thị trường ra sao có điều lôi ca lạ quá gì khịt mũi ném báo đi sao thế không phải anh em tốt của cậu à nhân vật tiên tiến của thành phố ta dì lưu ngạc nhiên vì thái độ của hắn các dì tin cái này à chủ nhiệm của chúng ta nói tấm gương do văn phòng tinh thần văn minh lập nên chẳng phải thứ tử thế gì dì trương bị câu chuyện trên báo làm cảm động chất vấn dù sao cậu ấy làm không ít việc trong nông thôn khơi dòng nước làm đường trồng cây đừng lê cách quê tôi không xa tiếng tăm cậu ấy rất lớn đó gọi là con lợi mới dậy sớm gì ơi làm ăn lỗ vốn đánh chết anh ấy cũng không làm Dù sao cậu ấy cũng làm việc thực tế cho mọi người Đại bằng Không phải cậu có ý kiến với người anh em đó chứ Ý kiến đấy ạ à? Hà hà Hôm qua bọn cháu còn cùng câu cá Cởi chuồng đi bơi kìa Không như trên báo nói đâu Anh ấy ăn chơi giỏi hơn bất kỳ ai Chẳng làm việc gì tù tế Là giai cấp bóc lột bạn ác Người khác làm việc Anh ấy lấy tiền thôi Lô đại bằng đánh giá Dì lưu hồ nghi không thể nào sao kém thế được Đúng nếu không có tài sao làm ăn lớn được như thế Dì Trường cũng nghi ngờ lời hắn Thì thế dì xem báo viết anh ấy cần cù vất vả Đó là công nhân chứ làm sao nổi ông chủ Ông chủ bây giờ tối đa vất vả ở trên giường Chứ phương diện khác sao chịu khổ được Lời này của lối đại băng liền ăn ngay hai cái cốc Đề tài cũng theo đó mà phát triển Tất nhiên là xoay quanh cái thương hiệu hưởng má trại ngay một lớn Mọi người chẳng quan tâm chẳng thanh niên sáng nghiệp kia vất vả ra sao Mà rốt cuộc có bao tiền Nếu gả được con gái cho thì sướng đôi Loka nhảy vào Cha mẹ anh ấy là cha mẹ nuôi của cháu Một ngày mẹ anh ấy mắng ba lần Muốn gả con gái cho anh ấy à Thôi đi Thứ đó không biết có bao nhiêu tình nhân bên ngoài Hình tượng buông càng lúc càng đen Làm ai gì mất hứng Như thường lệ Sẽ hết giờ liền đi Để Loka ở lại trong nhà Người vừa đi, Ca liền gọi điện cho đại béo, nhị béo, tiểu cái, hỏi tuần này hội thăm ăn mở ở đâu. Nghe nói là thôn nghỉ dưỡng trương trạch, Ca mừng lắm, đòi trưa nay đón mình. Bốn đám anh em hay tụ tập ở hưởng má trại, từ khi có thôn nghỉ dưỡng liền có nơi tốt hơn để đi. Dần thành thói quen, ăn bài ở thứ hai, kinh doanh không đắt khách lắm. Diệp Dũng lại bày đồ trò kiếm món ăn cho mọi người, tụ tập cái khác chưa chắc đã đông đủ. Mỗi tuần hội thăm ăn thì nhất định không thiếu ai Lôi đại bằng nhìn thời gian Thấy sắp trưa liền gọi điện cho tư mộ hiền Cái gì Giáo sư Tống tới à Không phải chết mẹ nó rồi sao À con gái ông ấy Thế giờ sao chẳng lẽ thiếu một mình cậu Được cậu tự tới Kệ cậu thích tới thì tới Cậu không được ăn có phải là tổn thất của tôi đâu Đóng cửa văn phòng lại Lô ca ngâm nga xuống lâu Lại có điện thoại Con tưởng lai hiền đệ đổi ý Anh ngờ là số lạ Ai thế Đoán là Cô ngốc à Không biết IQ của anh đây không cao sao Không gặp thì đoán thế nào được Bên kia có người gọi Đại băng Thế là tự như tiếng gọi đã xuất hiện Trong vô số giấc mơ của lôi ca bước ra đời thực Hắn hưng phấn đeo lên Hoa đình bạn bê đôi à Cái gì ở Bắc Kinh mai mới về à Sao tôi nỡ không đi đón bạn cho được Nhất định đi nhất định đi Vợ tôi á à? không nói Thế này nhé mai tôi đi đón bạn Diệp Dũng đổ số điện thoại rồi Để tôi báo cho anh ấy Hoa khôi đảng về rồi Dù sắp thành chồng người Lôi ca vẫn phơi phới Đã tới cổng thì hai thằng đệ béo Đã lấy xe công tới đón Thấy lôi ca mặt nở hoa Hai thằng béo đợi hắn lên xe hỏi Có chuyện gì hay Lôi ca nói ra bọn em cùng vui đi Hà hà Các cậu đoán xem Lôi đệ bằng đáp Đây là cái cán dùng để tự tin an ủi bản thân Gọi tắt là tự sướng cảnh hồ mùa thu khác biệt với mùa đông và mùa xuân mặt hồ lan tăn ánh sóng chói mắt trong tầm mắt có thể vươn tới hồ nước mấy vạn mẫu cùng một màu chim bay lượn bên trên nếu là hoàng hôn nói không chừng có ý cảnh đáng chiều với cò lẻ cùng bay nước thu cùng trời lên một sắc thôn nghỉ dưỡng toàn lạc ở hồ trên núi sở hữu điều kiện có một không hai kinh doanh hưng thịnh suốt cả mùa hè trừ thứ hai thứ ba ngẫu nhiên có phòng trống đa thì còn lại bị đặt hết tháng trước làm thêm hai lầu gỗ bàn bát tiên ghế thái sư mở một gian thương bị kiểu cổ ấy vậy mà hiệu quả không thể đúng là có thứ không có chỗ đốt tiền kéo đến đến sớm nhất là trương vệ hoa đi trước volkswagen mới mua xe vừa dừng thì đồng vĩ cũng tới một chiếc Passat cao cấp đây hẳn xuống hai tên xuống xe bàn tán xem trong đám anh em hiện giờ ai kém nhất rồi thương lượng rủ diệp ca mở hiệu kinh doanh điện thoại di động không biết diệp ca có chịu đầu tư không đang nói thì tiểu cái và ân thuộc vinh tới Lập tức trưng bệ hoa trêu ghẹo cô vài câu Đề tài bốn người thay đổi Tiểu cái than vãn Diệp Dũng chẳng ngó ngàng tiếp chuyện làm ăn Nửa tháng chẳng thấy mặt đâu Ân thuộc vinh an ủi Cả tổng giám đốc trình có lúc còn chẳng tìm thấy uống hồ là anh Nhắc tới nương tử giấm Đám trưng bệ hoa tò mò Em dâu Tổng giám đốc trình liệu có thể thành bà chủ không Đúng Không thể cứ lửng lơ như thế Đồng vĩ góp vui Chuyện tình cảm của hai người ít nhiều lộ đa Người khác tuy không đó Nhưng nương tử giấm dám ba ngày lại chạy tới lộ châu Ai chẳng thấy Ân thục vinh cười Chuyện này làm sao tôi quyết được Tiểu cái nói nhỏ Tôi thấy không có khả năng lắm Nếu không chị Tống làm sao Không được Chị Tống dã dạ man lắm Không phải loại hình Diệp ca thích đâu Trưng vệ hoa gạt phát Đầu quan dã dạ man Chỉ chửi vài câu thôi mà nhắc tới tào tháo tào tháo tới ngay một chiếc audi đỏ chót từ trên núi phong tới bất kể là màu xe hay tốc độ đều là phong cách của tống tư oánh mở cửa đi xuống có tận hai em gái điệu đà một là giám đốc mà tống tư oánh mới tuyển học mba ở nước ngoài về được thuê quản lý thôn nghỉ dưỡng em gái này vừa tới mấy con sói liền chảy nước dãi trưng bị hoa vẫy tay này diệp tử mấy ngày không gặp xinh đẹp lên đồ nhé nói vớ vẩn làm như Diệp Tử trước kia không xinh đẹp vậy Diệp Tử lần sau ngồi xe anh nhé Đồng vị cũng sáng tới Hai thằng chưa bắt giới Đều mong được một nụ cười của Diệp Tử Nhưng em gái này thuộc loại sang trọng Cười không lộ răng Còn bà chủ thì trừng mắt lên Diệp Tử Vì sao nếu hai tên này có hành vi thiếu văn minh Em cứ cho cái tát Tát mạnh vào Không tát xương mặt là không nhớ đâu Này này Sao thế hả à? Chị Tống Bộ tôi chọc trận gì chỗ nào đâu Trưng bị hòa khó chịu đồng vĩ chất vấn này chị tống sao giống thất tình nên hận toàn bộ nam nhân thiên hạ thế cút bực mình tống Tử oanh mắng vừa đi vừa gọi diệp dũng rồi chui vào bếp xem ra không phải hận toàn bộ nam nhân ít nhất không hận diệp dũng tiếp đó lưu thi vân tới mọi người nói thiếu ba tên thăm ăn đang nói thì thấy xe thành quản cả đám sốc chỉ thấy đại béo và nhị béo mỗi người một bên xe màu mè mở cửa mời lô đại bằng và trương vân Lôi đại bằng vừa tới đã làm ra vẻ lãnh đạo Cả đồng chí vất vả rồi Tôi tới rồi đây Ăn cơm thôi Mọi người làm động tác muốn đá Nói cười đi vào phòng thương vụ Ở đây bày hai cái bàn bát tiên Tống tu ánh từ bếp ra Theo sau là các đầu bếp đưa món ăn Hỏi Diệp ca đâu Cô khó chịu Kể anh ấy Càng sống càng kém cỏi Suốt ngày quanh quẩn bên bếp Chúng ta ăn Cứ để anh ấy làm Ồ Nói không chừng Diệp Ca có món mới Lần trước món hồi tiên đơn quá tuyệt Lô đệ bằng hiểu Diệp Ca nhất Chỉ là đậu tăm thôi mà Trương Vị Hoa không tán thành Cậu hiểu cái đắm ấy Cậu bao giờ ăn đậu tăm như thế chưa Đó gọi là chim bay người mồi hóa thành phượng Cá bơi nếm được biến thành đồng Đúng không Thúy Hoa Lô ca đọc thơ của hiền đệ Nó tới ăn biết vị chính là hắn Đúng thế Lưu Thi Vân gật đầu tự hào Ai ngờ đồng bí giải biểu Lôi ca anh ăn nhiều tới mấy Cũng chẳng thành đồng thành phượng được đâu Chỉ thành nhị sư đệ thôi Mọi người cười lăn đá ban Lôi đệ bằng ngơ ngác Thì anh bốn là nhị đệ mà Mãi sau mới hiểu người ta nói mình là chưa bắt giới Liền gọi hai thằng đệ béo sông vào đánh Tổng thủ anh nhìn cảnh hỗn loạn Mà cười lăn cười bo Mỗi lúc thế này là cô vui nhất Nhiều quay về thời đại học chẳng lo nghĩ gì Diệp tử thì đù tè nhìn mấy người anh em của ông chủ đứng sau màn Đều là những nhân vật không thể xem nhẹ Nhưng mà đám bạn bè này cũng gây sốc quá đi Cũng muốn đã vẻ thục nữ cũng không nổi Không phun cơm ra là máy rồi Chứ không à Đám này không gặp thức ăn mà cướp Món gà hầm nấm vừa lên Lôi đại bằng đứng dậy cầm đúa đâm vào con gà lấy đi nguyên con Sau đó đắc ý nói với Trương Bệ Hoa Sao nào anh mày không trừ lại chẳng lẽ ăn không lại hai bàn không nhiều người song không khí nhiệt tình món ăn thuộc hàng đỉnh cấp vì tốt nghỉ dưỡng làm ăn tốt thu hút không ít đầu bếp nổi tiếng tới mấy món đại yến của lộ châu từ đó mà tạo dựng danh tiếng để tài chúng bữa cơm căng loạn lúc thì trêu chọc lôi ca lúc thì lại bàn chuyện làm ăn qua vài món ngoài cửa có tiếng nhạc là tiếng huy sáo lô đại bằng đặt đũa xuống hô có thứ gì mới cho anh em xúc miệng nào diệp tử biết đó là ông chủ sau màn nghiên cứu món ăn mới mỗi lần có phát hiện liền mời đám bạn tới thử, thử món ngon thì đưa ra kinh doanh nói không ngon thì tiếp tục cải tiến cô chỉ theo bà chủ tống tới hai lần mà đã tán thưởng không thôi người sáng lập lúc này làm bộ làm tịch đội mũ bếp trưởng buộc tập dề đi đào vô tay các anh em ăn vất vả quá tôi đại biểu cho nhà bếp tới thăm hỏi chủ yếu là toàn đó lập trường ăn nứt bùng không ai chịu trách nhiệm đâu giờ là thăm hỏi có ăn được nữa không được được Hai thằng đệ béo vô bụng biểu thị đáp tạ Món hôm nay không tầm thường Một món trong đường hoàng thiên thú yến Truyền thuyết nói là món ăn của đường huyền tông khi tới lộ châu Được hiện đệ môi đa Được tôi trải qua muôn bàn gian nan tái hiện được Lần này ai không cắn vào lưỡi là không để mặt tôi Tèn 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 lên món Dập dụng hồ vàng em gái phục vụ xinh đẹp b hai khay lên vừa đặt xuống bàn cả đám mắt tớt ra ngoài món ăn này đúng là có phong phạm hoàng gia đất vàng vàng được đỡ đặt trên khai sứ trắng rất đẹp không ngờ tống tư oánh phì cười bảo sao người ta gọi anh là đàn ca Chứng gì cũng làm ra được đây là chứng gì thế Chứng của hoàng đế là tự lực nghiêm mặt nói cả đám ngây một giây cười phun nước bọt ê ê đừng đùa mỗi người một quả nói cho tôi biết mùi vị Dịp dụng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nhị béo Nhị béo nhìn trái nhìn phải bình luận Diệp ca mùi thơm có vẻ hơi kém Thơm có nhiều loại lắm Thơm ngào ngạt cũng là thơm Thơm thoáng thoáng cũng là thơm Thơm không lộ cũng là thơm Người được mùi thơm không phải thơm Cảm nhận được mùi thơm mới là thơm Câu này của Diệp Dũng é la Khách ngồi đây không mấy ai hiểu Chỉ có Diệp Tử hơi cao mày Thật là bác đại tinh thâm Câu nơi tụ tập đám tham ăn này Không sợ thôn nghỉ dưỡng không hưng thịnh Tống Tư Oanh cắn một miếng nụ cười tu lại mùi vị bùng nổ ở đầu lưỡi làm cô nhất thời không phân biệt được là dùng gia vị gì thơm thực sự là thơm mùi thơm đó không ngửi thấy nhưng thơm tới lưỡi thơm tới tận xương giờ so với sơn hào hải vị trước đó liên thanh chẳng có mùi vị gì nữa diệp tử cũng tiếp xúc nhiều biết nhiều có điều khi vừa nếm một cái cô liền có chút thất thần không giống bất kỳ món ăn nào cô từng ăn rất ngon nhưng không nói rõ được mùi vị rất nhiều người biết Thuốc nghỉ dưỡng thịnh vượng Chẳng những điều kiện tự nhiên không thể bắt trước Ngay cả điều kiện mềm này cũng chẳng thể học Chính bởi vì kinh doanh nguyên liệu lâu ăn Thường xuyên có đầu bếp danh tiếng được mời tới cầm thịa Danh tiếng lan đi Nhưng dù là Diệp Tử nếm thử không ít món ăn nổi tiếng cũng chân kinh Cô biết thôn nghỉ dưỡng sắp có thêm một món ngon vô thượng Độc nhất vô nhị Phản ứng mạnh nhất là lối đại bằng Ngoạm một phát là hết luôn Miệng nhai nhai, mắt lồi, ma phồng nuốt lưỡi liên tục Vừa thơm vừa ngon Cảm giác quá mạnh Sau đó vào bụng mất đôi Chưa nhận ra cảm giác kỳ diệu kia là gì thì đã ăn hết Hắn hồn siêu phét lạc nhìn tiểu cái liên tục gật cù Nhìn đồng vĩ và trưng vệ hoa sừng sốt không nói lên lời Lôi ca đột nhiên đứng bật dậy Quen quá Giống cô giáo Aoi Không phải Aoi so ra Tứ lộ châu chứ Hả? Hai thằng kia quay đầu ngay Lôi ca chớp cơ hội đưa đũa như chớp gặp hai của trứng ăn dở cho vào mồm hai người kia quay đi chẳng thấy gì quay về cũng chẳng thấy gì nốt này sao lại cướp trứng của tôi Trứng vệ hoa nổi khùng trứng của tôi cũng bị cướp đôi mẹ cái thằng bị thịt này đồng bị rống lên trả trứng đây trứng này có nghĩa khác làm cả đám cười phun cơm tổng tư oánh cười đũ rưỡi trương vân vừa cười vừa xấu hổ tính lỗi đại bằng là thế không sửa được lô ca đắc ý nói ham hô hết cái gì tôi nhà ra nhé hai người kia lờ giận thấu trời xanh đấm canh tay tên béo lô càng cười vui huyên náo một hồi diệp dũng bây giờ mới cầm mắt lên ăn nhị béo thế sao hả ngon ngon quá ngon bảy tự quang hết lời khen ngôn từ hình dung quá đơn điệu ai có thể nói ra nguyên liệu tôi sẽ làm cho người đó một bữa diệp dũng trao thưởng nhân hạnh đào mới lữ tuy bần đạp trực tiên còn gì nữa ân thực vinh đoán là cá diệp tử đoán là tôm món thịt viên này thực sự quá gây sốc sốc hơn lôi ca vượt ngoài tưởng tượng người khác thì không biết ngay xung quanh đoán linh tinh một hồi diệp dung tiết lộ món này gọi là hà Tương hạnh đào hoàn dùng hạnh đào mới năm nay lột vỏ dùng toàn bộ nhân hạnh đào nghiền nát mè lạc thông hạt dưa trộn lẫn nhồi chặt vào bên trong bọc bên ngoài là lớp mắm ruốc rắc bột rồi đem rán Quan trọng nhất là mùi thơm không thoát ra ngoài Nhìn thấy đơn giản nhưng huyền cơ vô cùng Phải đủ giòn, mềm, dai, thơm mới được Bà nữ nhân vừa nghe vừa tán thưởng không ngớt Trương Vệ Hoa và Đồng Vĩ càng nghe càng nóng máu Ăn được một miếng thì bị cướp đôi Lô đợi bằng khinh bỉ Làm sao làm sao Lại chẳng phải là cướp vợ Có cần thù hận thế thế không Tới đây thịt tôi đây này Cho đấy ăn đi Hai người đã đít đuổi lô đệ bằng sang bên Hắn chẳng giận chạy tới bên Diệp Dũng ngồi đang định nói chuyện với Vương Hoa Đình về, không ngờ bên ngoài có taxi xuống xe là Tư Mội Hiền nói vọng vào có phải ăn hết rồi không? Bên cạnh hắn có một phụ nữ trung niên, không ít người nhận ra đó là Tống Quần, con gái giáo sư Tống, đứng lên chào hỏi. Vào đi vào đi, tôi làm cho mọi người vài món, cô giáo Tống ngồi đi. Diệp Dũng chẳng hiểu sao giật mình đánh thoát, đi vào bếp gọi thêm vài món, Nhìn thấy trong mắt Tống Quần có điều muốn nói Y không hỏi nhưng đoán ra Không chỉ Diệp Dũng giấu thâm sự Lô Ca nghĩ rồi không nói chuyện Hoa Khôi Đảng về nữa Diệp Tử thì không hiểu sao bà chủ Tống có vẻ tức giận rời bàn tiệc trước Men theo gian phòng thương vụ đi lên 20 bậc Tới tiểu viện tử treo biển thôn nghỉ dưỡng trương trạch Đây chính là ban quản lý Miền tử tuy nhỏ nhưng bóng trúc bồn hoa cực kỳ tinh xảo Nghe nói là tác phẩm của Tư Bộ Hiền toàn bộ nơi này thiết kế theo một thôn trình thể nếu bỏ đi mấy nguyên tố hiện đại như dây điện xe cổ thì đây chính là một thôn cổ trang hài hòa với cảnh sắc tống Tùng ánh mặt hầm hầm đi vào ban quản lý ngồi trong văn phòng gỗ mặt mày tức giận diệp vũ hân nhẹ nhàng đi theo Nói cốc nước đặt lên bàn bà chủ tống cô không biết bà chủ làm sao giận thế có điều biết tính bà chủ định lui ra tống tư ánh gọi diệp tử khoan đã ngồi đây nói chuyện với chị Dạ được Diệp Phụ Hân ngồi xuống sofa Mà cảm giác như ngồi trên bàn trông Nghĩ nhân kia phải bốn mấy năm mươi tuổi rồi Chẳng thể nào có dưới dưa tình cảm được Nhưng nếu không phải chuyện tình cảm Thì điều gì có thể khiến bà chủ tống Luôn hào sảng lại tức như vậy Còn mẹ nó Đúng là âm hồn bất tán Tống tư Oánh hậm hực tới mức chửi bậy Giám đốc tống Chỉ nói người tới à bấy là ai Tống Phổ chính là người nhận tiền quý trợ giúp học sinh nghèo Thành Dương chúng ta chi ra đó Phó giáo sư một trường đại học của Lộ Châu Em chắc không biết bà ta, nhưng thể nào cũng biết cha bà ta Chính là giáo sư Tống Thành Dương ạ à. Chúng ta trước sau đã gửi bà quý đó hơn 200 vạn Nếu không phải giám đốc Diệp từ nơi khác bù vào thì e sổ sách năm nay phải thâm hụt Khoản tiền này có vấn đề, thường là do thôn nghề dưỡng bỏ ra Nhưng Diệp Dũng sẽ nghĩ cách bù lại khoản thiếu hụt Nhìn từ bên ngoài không liên quan tới Diệp Dũng Còn giúp cho thôn nghỉ dưỡng có danh tiếng tốt Tài trợ cho công an cũng dùng phương thức này Diệp Từ mới đầu còn hoài nghi ông chủ Diệp đưa tiền Cô điều cô thấy không giống Đây không phải là đưa tiền mà là ném tiền Tiền Tiên ha 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 Bây giờ tôi thấy mình sống thật buồn cười Khi ở trường đáng lẽ phải học tập Thì tôi suốt ngày yêu đương Khi đời trường nên yêu đương Thì tôi lại cắm đầu kiếm tiền Hiến thanh xuân cho nhân dân tệ Tấn Tù Ánh cười tự chào Diệp Tử không dám cười, cuộc sống làm sao hoàn mỹ được. Cô thấy bà chủ Tống đang không bệnh mà rên, hiến thân cho nhân dân tệ có gì không hay. Tống Tư Oánh nhìn nét mặt của Diệp Tử là hiểu tám phần người ta nghĩ gì, không tính mức như cô không hiểu được tâm tình của cô. Diệp Tử, em có bạn trai chứ? Ở nước ngoài từng có, sao chưa tay rồi ạ? À? Vậy nói chơi thôi nhé, đừng coi là thật, nếu trong đám anh em của tôi chọn một người làm bạn trai thì em sẽ chọn ai? Diệp Tử không ngại loại đề tài này Nếu em lựa chọn Chị sẽ rất bất ngờ đấy Ai Lôi đại băng Hả Giống như bốn thầy trò trong tê du ký ấy Một thì quá khô khan Một thì quá gian xảo Một thì quá ngu xuẩn Nếu thêm một người quá tầm thường So đi tính lại thì chẳng bằng chọn người ngốc nhất Diệp tử nói làm tống tư quánh cơn lớn Cô vẫn nói Thường thường người đại ngu ắt có đại trí những người vây quanh chị đều không muốn đầu tư thì cũng muốn góp cổ phần Em chỉ thấy lôi đại bằng chưa từng đưa ra yêu cầu gì Sau mới hiểu anh ta không có khái niệm về tiền Chỉ suốt ngày tới ăn trực Chưa bao giờ thấy anh ta không vui Em nghĩ đó là nguyên nhân ông chủ Diệp thân với anh ta nhất Hoàn toàn thuần tình cảm Không dính liễu thứ gì khác Cái thằng ngốc đó đúng là không có khái niệm tiền Và anh người ta cũng không nghĩ tới trả Tổng tựu anh nói thế không khỏi nhìn giám đốc quản lý của mình Gia đình trí thức bậc cao Du học về ở Bắc Kinh vài năm Kinh nghiệm phong phú hiểu lòng người Chính nhất định nghĩ em sẽ chọn ông chủ Diệp à Ừ vì sao không Nếu nó tới Cao phú soái thì anh ấy đủ cả Phù hợp với tiêu chuẩn hiện tại Diệp tử mỉm cười không đáp Tống tư của anh nghiêm mặt Em còn dâu diếm là không coi chị là chị em rồi Ừm vì anh ấy là nam nhân Mà nữ nhân bình thường không giữ được Diệp Tử nói cẩn thận tránh làm Tống Tư Oánh phản cảm. Em không hiểu nhiều về anh ấy, nhưng từ cách ăn uống nhìn ra được, anh ấy theo đuổi sự toàn mỹ, những người như vậy giống phần tử cực đoan ở Ả Đập ấy, bọn họ theo đuổi những thứ thuần túy nhất, Tin ngưỡng là thế mà tình cảm cũng là thế. Trừng mắt Tống Tư Oánh hiện lên dáng vẻ tà hy dĩnh, một cô gái thuần túy, ôn nhu như nước, tựa ra xuân hoa tuyết nguyệt, vô tình tiếp xúc cũng yêu thích, cô khẽ thở hắt ra, Cô biết cơ hội mình luôn theo đuổi chỉ như bong bóng xà phòng Dù có được người cũng chẳng giữ được trái tim Hồi lâu sau cô mới buồn bã nói Em nói đúng Tống Phổ không vô duyên vô cứ tới đây Trái tim anh ấy e là sắp bay đi rồi Các bạn vừa nghe xong Tập số 81 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp